Bộ phim 7 ngày đặc biệt. Tập 17. Thẩm Anh Kiệt, tao tiếp tục đếm đến 3. Nếu mày còn không ra, tao sẽ phế chân còn lại của nó. 1, 2, 3. Tại sao Thẩm Anh Kiệt vẫn không xuất hiện? Lẽ nào hắn định bỏ con gái? Tuyệt đối không thể. Hắn là người đàn ông có nhiệt huyết, cho dù biết rõ là chết, hắn cũng sẽ không bỏ con gái. Chúng ta phải bình tĩnh. Nakajima, Thẩm Anh Kiệt, mày còn không ra, con gái của mày sẽ bị bọn tao băm dầm thành mấy mảnh. Yoshino, nhờ vào anh. Cẩn thận. Tetsuroko, 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 Tetsuroko. Tôi xin lỗi, tôi không bảo vệ được cô. Thẩm Anh Kiệt, tao nhất định phải giết mày. Tetsuroko, tôi sẽ trả thù cho cô. Tiêu rồi, tiêu rồi. Bên ngoài đánh nhau dữ dội như vậy, tên họ Thẩm chết là cái chắc. Cứ thích tỏ vẻ đàn ông cơ. Một mình đánh giới nhiều giặc như vậy, chẳng phải là dùng bánh bao đánh chó, có đi không có gì. Phủi phủi cái mòm giùm, anh có thôi đi không? Bên ngoài đánh nhau dữ dội như vậy, chứng minh trưởng ban Thẩm vẫn còn sống. Chết sớm vài phút chứ chết muộn vài phút có khác gì nhau? Dù sao cũng chỉ có một chữ chết. Anh trừng mắt nhìn tôi làm gì? Để xem lần này anh còn chạy được không. Tôi bị còng vào cái cột này thì còn chạy kiểu gì? Động đậy là trần sập, trần sập là bị đè chết. Các cô cũng thật độc ác. Giờ anh mới biết à? Cô đi đâu vậy? Tôi đi tìm trưởng ban Thẩm. Cô á, lại thêm một cái bánh bao đánh chó. Ốc lợn.
Tiểu Mẫn, Tiểu Mẫn, Tiểu Mẫn, chị đến cứu em đi. Bẫy của bọn giặc. Đúng vậy, cô đã bị mắc bẫy. Cô chưa chết, tôi biết ngay cô sẽ mắc bẫy. Chỉ tiếc là không bẫy được Thẩm Anh Kiệt. Cô bé này là ai? Nó là cháu của ông lão trong mỏ, hôm qua đã chết rồi, vừa khéo có thể dùng tới. Vậy Tiểu Mẫn đâu? Tiểu Mẫn ở đâu? Sao chúng tôi nỡ dùng nó làm mồi nhử chứ? Viên đạn này cũng không có mắt, nhỡ nó chết thì con ác chủ bài này sẽ mất tác dụng. Đứng im, đứng im. Trưởng ban Thẩm, anh tuyệt đối đừng mắc bẫy. Dương Quánh, sao cô ấy lại ở đây? Bọn Nhật này định bắn tỉa tao. Tôi ra, buông tay. Tetsuruko, cô chưa chết. Noya, anh còn nhớ nó không? Là anh tặng tôi, anh lại cứu tôi một mạng. Cô vẫn luôn đeo nó sao? Đây là thứ tôi trân quý nhất,
tôi không bao giờ để nó rơi khỏi người. Cô giả chết lừa tôi. Tôi... Nếu tôi không giả chết lừa anh thì có thể nhìn thấy tình cảm thật sự của anh Noya đối với tôi sao? Lúc đó anh khóc đau lòng như vậy, tôi suýt nữa không nhịn được mà rơi nước mắt. Cô gái này là sao? Bắt nửa ngày mà chỉ được cô ta à? Cô ta là người phụ nữ của Thẩm Anh Kiệt. Cô nói bậy. Cô không cần phủ nhận. Chúng ta đều là phụ nữ. Tôi nhìn là biết. Nếu cô không yêu một người đàn ông thì sao có thể để tâm đến người đó, sẵn lòng chết vì anh ta chứ? Lần này may có cô Tetsuruko lập bẫy. Bây giờ chúng ta lại có thêm một quân bài. Nhốt cô ta lại đã, chờ Thẩm Anh Kiệt đến. Không sợ hắn không giao đế toại xương? Rõ. Đi, tôi tự đi. Nhanh lên, thả tôi ra. Đi, mau, thả tôi ra. Chân hắn đã bị thương, không chạy được đâu. Phải bắt sống. Hắn hết đạn rồi, xông lên. Tao phải cho mày tan xác. Đừng ném bơm, đế toại xương vẫn còn trong tay hắn. Tham mưu lý, tiếng súng và tiếng nổ truyền tới từ phía phượng đầu lĩnh. Anh nói xem liệu bọn giặc có trốn ở đó không? Nếu bọn giặc trốn ở đó thì bọn chúng sẽ đánh với ai? Đúng vậy, ở đó không có đội ngũ của chúng ta. Hay là thế này đi, tôi dẫn một đội quân đi xử lý chúng. Chưa rõ tình hình, chúng ta không được tùy tiện hành động. Nếu không phải bọn giặc mà là thổ phỉ, như vậy sẽ để bọn giặc thừa thời cơ trốn về Tô Thành. Nhưng chúng ta vừa lục soát vừa phong tỏa, đến bây giờ vẫn không phát hiện được hành tung của bọn giặc. Tiểu Trịnh, có, gọi Tiêu Tử Bình đến cho tôi. Rõ. Tư lệnh Hoàng trả lời chưa ạ? Chưa, đúng là sốt ruột. Tư lệnh Hoàng, anh về rồi, xảy ra chuyện gì vậy? Thẩm Anh Kiệt phản bội theo lệnh, nếu Toại Sương không rõ tung tích, Thẩm Anh Kiệt còn giết Quan Nguyệt Sương và cơ yếu viên Tiểu Văn. Không thể nào. Dân, tôi cũng thấy lạ. Thẩm Anh Kiệt có chút khuyết điểm, chủ nghĩa anh hùng cá nhân, tự ý hành động, nhưng dù thế nào cũng không đến mức phản bội theo địch. Trả lời bọn họ, bảo bọn họ giữ vững cục diện, đừng vội kết luận về Thẩm Anh Kiệt. Điều quan trọng nhất hiện giờ là nhanh chóng tìm được đế toại xương. Rõ. Tham mưu lý, tư lệnh Hoàng trả lời rồi. Thủ trưởng nói gì ạ? Thủ trưởng không tin Thẩm Anh Kiệt phản bội, nhưng tôi tận mắt chứng kiến. Hay là chúng ta lại gửi một điện khẩn báo cáo tường tận với tư lệnh Hoàng? Không, chuyện này cứ để đấy,
Điều quan trọng nhất hiện giờ là nhanh chóng tìm được đế toại xương. Cho dù tìm được xác thì cũng coi như có câu trả lời rồi. Dân, ngày mai là thủ trưởng đến, không tìm thấy đế toại xương thì chúng ta biết ăn nói sao đây? Tham mưu Lý, có nhiệm vụ gì thế? Vừa nãy phụ nậu lĩnh truyền tới tiếng súng dữ dội. Có khả năng Thẩm Anh Kiệt và bọn giặc trốn ở đó. Tìm được chúng là có thể tìm thấy đế toại xương. Cậu dẫn hai người đi dò thám trước đi, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Phải thật cẩn thận. Nếu đúng là bọn giặc ở đó thì lập tức trở về báo cáo. Tôi và đại đội trưởng Trương đã tập hợp đội ngũ, sẵn sàng xuất phát bất cứ lúc nào. Rõ. Bà lão ăn xin. Nào nào nào. Nào. Phía Phượng Đậu Lĩnh có tiếng súng không dứt, nhưng ở trấn Hồ Sơn sống yên biển lặng. Rốt cuộc người Nhật Bản đang giở trò gì vậy? Tiên sinh không hổ là đặc phái viên bí mật của Đảng Quốc, ngay cả chuyện nhỏ này cũng không biết. Lẽ nào người Nhật ngửi được mùi gì rồi? Thẩm Anh Kiệt đã giấu đế toại xương vào trong núi rồi. Cái gì? Cô nói cậu ta giấu đế toại xương ngay dưới mí mắt của bọn giặc ư? Đúng. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Hơn nữa hiện giờ ở Hồ Sơn này đâu còn nơi nào an toàn. Cậu ta có thể giấu ở đâu chứ? Sao tôi không nghĩ tới nhỉ? Bởi vì anh là đồ ngu. Vậy cô còn lề mề cái gì? Mau đến Phượng Đầu Lĩnh điều tra tình hình, tìm đế toại xương đi. Nói với ai đấy? Tôi không phải thuộc hạ của anh. Nghe anh sai khiến. Tôi bỏ đóng tiền ra nhờ cô trừ nạn, đến giờ cô vẫn án binh bất động. Cô có ý gì hả? Cô làm biến đấy à? Không phải đồ lông tôi không ra tay. Chỉ cần tôi ra tay, chắc chắn nhất kiếm phong hầu, tuyệt đối không thoát. Cô họ Phạm kia, bà đây tự có chủ ý. Tôi ghét nhất người khác ở bên cạnh cua tay múa chân. Tốt nhất anh hãy cút về Tô Thành. Ở đây chỉ có làm hỏng việc thêm. Đến giờ cô vẫn chưa ra tay, án binh bất động. Cô bảo tôi yên tâm kiểu gì đây? Chuyện đồ lông tôi đã hứa, một lời ngàn vàng chưa bao giờ thất hứa hết. Tốt nhất anh đừng gây thêm rắc rối. Yên tâm, chờ nhặt xác cho đế toại xương đi. Mũ phù thủy này chỉ biết giả thần giả quỷ, làm ông đây nơm nớp. Tôi sẽ cho cô xem bản lĩnh thực sự của tôi, cho cô biết thế nào là chân nhân bất lộ tướng. Đặc phái viên, anh đến tìm tôi à? Sao bây giờ mới đến? Tôi đi tìm vị hôn thê của tôi. Chính là cô gái tên Dương Quánh ở ban bảo vệ sao? Nghe ngóng được gì rồi? Cô ấy không ở đó. Nghe nói đi từ buổi sáng. Thế này đi, chúng ta không thể chậm trễ nữa. Cậu dẫn đường, chúng ta lặng lẽ đến Phượng Đầu Lĩnh xem sao. Tôi đoán chắc chắn đế toại xương được giấu ở đó rồi. Đặc phái viên, nếu người Nhật có thể giải quyết đế toại xương thì chúng ta cần gì phải mạo hiểm? Cậu biết cái quái gì? Người Nhật ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối. Song quỷ đập cửa mới có thể toàn diện. Cái này chỉ với mấy người chúng ta, nguy hiểm lắm. Đừng có nhiều lời. Đi. Đây là máy phát tín hiệu không dây. Khi gặp tình huống khẩn cấp, anh chỉ cần ấn nó, chúng tôi sẽ biết vị trí đại khái của anh. Rõ. Ai đấy? Phụ trách Tiêu là tôi. Phụ trách Tiêu, anh tìm chúng tôi à? Hay cậu theo tôi đến Phượng Đầu Lĩnh do thám? Rất có khả năng bọn giặc ở đó. Rõ, đi. Trưởng ban Thẩm, cuối cùng cậu cũng về rồi. Mau tháo ra cho tôi chịu không nổi nữa rồi.
trưởng ban Thẩm. Sao vậy? Bọn giặc lại chọc giận cậu à? Cô Dương đâu? Sao cô ấy không về? Tôi xin anh ấy có thể câm miệng như mấy con mụ ngoài chợ được không? Tôi hiểu rồi. Cậu không chết, cô ta chết. Anh nói vớ vẩn cái gì thế? Nếu không cô ta đã bị bọn giặc bắt. Không nghe lời tôi nói mới chịu thiệt. Tôi khuyên cô ta đừng đi cứu cậu. Cô ta cứ thích cậy mạnh, bây giờ thì tự đâm đầu vào lưới. Vui mừng khi thấy người ta gặp quả à? Tôi đâu có vui mừng đâu. Cậu xem, chưa cứu được con gái cậu, cô Dương lại bị bắt nữa chứ. Đúng là quá bi kịch rồi. Bi kịch. Tôi lại có một ý tưởng còn bi kịch hơn. Nếu quả thực không được thì tôi sẽ giao anh ra để đổi lấy bọn họ. Dù sao bọn giặc này vốn cũng nhằm vào anh. Trưởng ban Thẩm, cậu tuyệt đối đừng làm vậy. Nếu tôi rơi vào tay bọn giặc thì sẽ mất mạng. Mạng của anh mất rồi thì thôi. Tôi với anh không thân không thích, không cần phải liều mạng bảo vệ đồ hán gian như anh. Dùng anh đổi lại Dương Quánh và Tiểu Mẫn, quá xứng đáng. Trưởng ban Thẩm, tôi xin cậu tuyệt đối đừng giao tôi cho chúng. Đại ân đại đức của cậu, tôi nhất định sẽ báo đáp cậu hậu hĩnh. Được rồi, tôi không thèm. Trưởng ban Thẩm, tôi đảm bảo với cậu, chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ nói hết bí mật trong bụng với các cậu. Là anh nói đấy, đừng có lừa tôi. Anh cũng biết tính tôi đấy. Biết. Đồ hán gian, mở ra cho thoải mái chút, lát nữa lại còng vào. Nô gia, trong hầm mỏ như mê cung, đường hầm ngang dọc, giấu một người thì rất khó tìm thấy. Tôi đoán hầm mỏ này còn có lối ra khác, chắc chắn tên họ Thẩm trốn đi từ lối đó rồi. Hai cô gái quan trọng nhất của hắn đều ở trong tay tôi. Tôi không tin hắn không xuất hiện. Các anh, trông chừng hai người đó cẩn thận. Nếu còn xảy ra sơ sót gì, tôi sẽ giết các anh. Rõ. Nô gia. Đứng lại. Nô gia, tại sao anh cứ luôn tránh mặt tôi? Anh chột dạ gì chứ? Tôi chưa bao giờ chột dạ. Nô gia, em là Tetsuruko của anh mà. Em trở về rồi đây. Em xin anh đừng trốn tránh em nữa. Đừng bỏ mặc em. Em nhớ anh lắm. Nô gia, em rất muốn được bên anh như trước đây. Nếu như không có chiến tranh, anh sẽ lấy em chứ? Em sẽ làm người vợ hiền thảo của anh, sinh con cho anh, bầu bạn với anh cả đời. Chúng ta không thể trở lại trước đây được nữa. Tôi hỏi cô, chuyện của cô và Emira là sao?
tại sao phải làm tình nhân của ông ta? Anh đừng hỏi nữa. Em xin anh hãy quên quá khứ đi. Chẳng phải bây giờ em đang ở trước mặt anh sao? Em hứa với anh sẽ không rời khỏi anh nữa. Quên? Cô bảo tôi quên kiểu gì? Tôi không làm được. Cô về nói với Emura, tôi là quân nhân, tôi chỉ có thể chấp hành nhiệm vụ, không thể chống lại anh ta. Nhưng nô gia tôi cũng là đàn ông. Tất cả món nợ tôi nhất định sẽ tính toán rõ ràng với anh ta. Tiểu Mẫn, cô gái xinh quá. Các cô chờ ở đây đi, Thái quân sẽ đến an ủi các cô. Đi. Tiểu Mẫn, chị Dương Quánh, sao chị cũng bị chúng bắt? Chị và trưởng ban Thẩm đến cứu em, bọn giặc gài bẫy chị, chị trúng quỷ kế của chúng. Vậy cha em thì sao? Em yên tâm, trưởng ban Thẩm không sao, bọn chúng không bắt được anh ấy. Đúng vậy, cha em giỏi giang, bọn giặc không làm gì được cha em. Nhưng tại sao chị lại đến cứu em? Chị không có bản lĩnh, chỉ có làm liên lụy cha em. Em, Tiểu Mẫn, em nói vậy là sao? Chị đến cứu em là để lấy lòng cha em rồi quấn lấy cha em đúng không? Sao em có thể nói những lời như vậy? Em tùy hứng quá, em tùy hứng đấy. Ai muốn cướp cha em sẽ liều mạng với người đó. Đã lúc nào rồi mà em còn nói như vậy? Nô gia, tôi không muốn can thiệp vào hành động của anh, nhưng tôi muốn nhắc nhở anh. Mục đích của chúng ta là giết Đế Toại Xương. Nếu anh cứ dây dưa với Thẩm Anh Kiệt thì chúng ta sẽ mắc bẫy kẻ địch, bỏ lỡ thời cơ. Tôi nhất định sẽ phải tự tay giết hắn để trả thù cho Y Quai. Trả thù kiểu gì? Ở đây lãng phí thời gian như vậy sao? Tôi đã nói cho cô, hai cô gái của hắn đều ở trong tay tôi. Tôi không sợ hắn không xuất hiện. Nếu hắn không xuất hiện thì sao? Thẩm Anh Kiệt là người rất xảo quyệt. Hắn biết chúng ta muốn lợi dụng hắn để có được Đế Toại Xương, nên sẽ không dễ dàng giết hai cô gái kia. Nếu nửa tiếng nữa hắn không xuất hiện, tôi sẽ đưa hai cô gái kia ra đây, giết từng người một. Tôi không tin hắn không xuất hiện. Được rồi, tôi cho anh thêm nửa tiếng. Trưởng ban Thẩm, hết đạn rồi à? Tôi xin anh ấy tránh xa tôi một chút, đừng làm phiền tôi. Cậu hãy nghĩ thoáng chút, sống chết có số, phú quý do trời. Nếu thực sự không cứu được con gái cậu và cô Dương thì cũng cho họ đoản mệnh, không thể trách chúng ta được. Bình tĩnh đi. Bình tĩnh cái gì? Tôi dù mất mạng cũng phải cứu được bọn họ ra. Ngay cả nơi nhốt của bọn họ cậu cũng không biết. Cậu cứu bọn họ kiểu gì? Vừa nãy tôi nói rồi còn gì, dùng anh đổi lấy bọn họ. Không được, đừng đùa như vậy. Sợ chết mất, sợ chết mất. Ai đùa với anh chứ? Ép tôi quá thì chỉ còn cách này thôi. Trưởng ban Thẩm, cậu cũng hài hước đấy. Đứng lại. Làm gì đấy? Tôi khát nước, định tìm ít nước uống. Trong hàng lấy đâu ra nước? Vừa nãy lúc ở một mình, hình như tôi nghe thấy tiếng nước. Có tiếng nước. Đứng im. Đứng im đi.
gái đấy. Anh một người, tôi một người, hai chúng ta cùng vui vẻ. Gái, Tiểu Mẫn và Dương Bánh ở ngay cách vách chúng ta, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Đó là xác của công nhân hầm mỏ. Hình như trước đây chỗ này từng bị sập, chỗ nào cũng chôn người chết. Chị nhát gan thế này còn đòi đến cứu em, Tiểu Mẫn. Chị nghĩ chắc là em có chút hiểu lầm về chị. Hiểu lầm gì? Không có. Chị biết em đang nghĩ gì. Chị và trưởng ban thẩm là quan hệ công việc, là tình bạn kiểu đồng chí, không phải như em nghĩ đâu. Em không tin. Chị thân thiết với cha em như vậy, em nhìn ra được. Chị muốn quyến rũ cha em làm chồng. Tiểu Mẫn, em là con cháu của liệt sĩ cách mạng, sao có thể nói bậy bạ như vậy được? Ai nói bậy bạ chứ? Rõ ràng là chị thích cha em, chị không lừa được em đâu. Tiểu Mẫn, chị nói thật cho em biết, em nghĩ sai thật rồi. Chị đã có một vị hôn phu, chính là thầy giáo của trường, Dương Hưng Bình. Chị với anh ấy là bạn học, cùng đến căn cứ làm cách mạng. Có lẽ bọn chị cũng sắp kết hôn rồi. Thật sao? Không tin thì em hỏi trưởng ban thẩm. Chị Dương, em trách nhầm chị rồi, em xin lỗi. Chị Dương, chị đừng giận nữa. Em cũng nói cho chị biết một bí mật. Bí mật gì? Chờ em lớn thêm mấy tuổi, em muốn gả cho cha em. Em muốn gả cho cha em. Đó không phải cha ruột em. Lúc cha em hy sinh, đã nhờ chú ấy chăm sóc em. Cả đời này em chính là người của chú ấy. Ai dám tranh của em tuyệt đối không đồng ý. Tiểu Mẫn, đừng giở tính trẻ con nữa. Em không còn là trẻ con nữa rồi. Em nói nghiêm túc đấy. Chị không có ý này. Bây giờ chúng ta bị bọn giặc nhốt ở đây, cũng không biết có thể sống sót thoát được hay không. Cha em nhất định sẽ đến cứu chúng ta. Anh ấy còn không biết chúng ta ở đâu thì đến cứu kiểu gì. Dù có chết, em cũng sẽ không khiến cha em mất mặt đâu. Đứa bé ngoan. Làm loạn cái gì đấy? Tôi muốn đập vỡ nó. Anh đây là giúp sao? Anh đây là hại tôi. Anh đập một cái, tất cả bọn giặc sẽ bị kinh động. Phải làm sao đi? Làm sao à? Dễ mà. Anh ấy à, cứ ở đây ngoan ngoãn giúp cho tôi. Như vậy đã coi là giúp tôi hết sức rồi. Tôi xem cũng không được sao? Được, đứng đây xem đi. Làm cái gì không biết, thằng nhãi, đồ ngốc. Cho mày thêm 15 phút. Nếu mày còn không xuất hiện, hai cô gái của mày sẽ mất mạng. Đặng Phái Chi, phía trước chính là hầm mỏ ở Phượng Đậu Lĩnh. Mọi người chú ý, đừng để bị lộ. Mục tiêu của chúng ta là tìm được đối thoại xương. Tuyệt đối không được chọc vào người Nhật, đã rõ chưa? Nhưng chúng ta không chọc vào chúng, chúng sẽ chọc vào chúng ta. Đồ mọt sách, không biết tránh đi à? Thật là, đi. Đi.
phụ trách Tiêu. Phượng đầu lĩnh rộng thế này, chúng ta điều tra kiểu gì? Chúng ta đến hầm mỏ trước đi. Nếu bọn giặc và tên phản bội Thẩm Anh Kiệt trốn ở Phượng đầu lĩnh thật, thì khả năng lớn nhất là trốn ở hầm mỏ. Nhưng trưởng ban Thẩm biết rất rõ địa hình khu vực này, nhỡ anh ấy trốn thì chúng ta không thể tìm được. Bây giờ Thẩm Anh Kiệt đã không còn là trưởng ban, tôi mới là trưởng ban bảo vệ. Dân, trưởng ban Tiêu, đến hầm mỏ. Nhỡ gặp phải bọn giặc thì phải làm sao? Tôi tự có tính toán. Đi. Nakajima, sao vậy? Làm cô ta đi. Tôi không nhịn nổi nữa rồi. Tôi cũng không chịu nổi. Mau mở cửa đi, cho chúng tôi vào sung sướng một lát. Nakajima, Noya mà biết là lại tức giận đấy. Tôi không muốn bị đánh đâu. Noya có Tetsuruko rồi. Anh ấy làm sao biết các anh em khó chịu đến mức nào? Mau mở cửa cho tôi, tôi không chịu nổi nữa rồi. Hai cô gái rất xinh đẹp, dù sao cũng mang đi bắn, không chơi thì tiếc lắm. Nakajima, anh dám chống lại tôi? Không dám Nakajima, không dám, không dám. Nghe đây, lát nữa khóa cửa lại. Nếu Noya quay lại thì báo cho tôi. Được, được. Đừng mà, đừng mà. Hai người thì hưởng thụ. Cô gái đừng sợ, đừng có sợ. Thái quân đến an ủi các cô đây. Các anh định làm gì? Cô không hiểu sao? Cút ra. Các cô sắp đến Tây Thiên rồi. Nhân lúc còn sống, để Thái quân hưởng thụ chút đi. Vô liêm sỉ, hạ lưu. Cô gái này tôi thích. Con kia của anh, được. Nó là trẻ con. Còn là trẻ con. Cứ đào như vậy thì đến bao giờ? Chắc chắn đầu óc của trưởng ban Thẩm có vấn đề rồi. Cậu làm gì vậy? Trưởng ban Thẩm, cậu không thể bỏ tôi ở đây được. Trưởng ban Thẩm, oh.